Đảng viên Dân Chủ Tim Walz, phó tướng của bà Kamala Harris, và đảng viên Cộng hòa J.D. Vance, phó tướng của ông Donald Trump, đã có màn đối đầu tại thành phố New York vào tối 1 tháng 10 trong cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất của họ. Vậy các tuyên bố họ đưa ra trong cuộc tranh luận là đúng hay sai? Hãy cùng kiểm tra một số luận điểm nổi bật. Ông Vance cho biết Mỹ là nền kinh tế sạch nhất trên thế giới. Điều này là sai. Theo một báo cáo của EU, Mỹ chỉ đứng sau Trung Quốc trong danh sách nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất trên toàn cầu vào năm ngoái. Lượng phát thải khí nhà kính của Mỹ chiếm 11,25% toàn cầu. Ông Walz cho biết Mỹ đang sản xuất nhiều khí đốt tự nhiên và dầu nhiều hơn bao giờ hết. Điều này cơ bản là đúng. Vào tháng 3, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết Mỹ đã sản xuất nhiều dầu thô nhất trong năm thứ 6 liên tiếp. Sản lượng khí tự nhiên theo tháng đạt mức cao kỷ lục vào tháng 12 năm 2023, nhưng được dự báo sẽ giảm trong năm nay. Ông Walz cho biết các chính sách kinh tế của ông Donald Trump đã mang lại mức lương thực tế cao nhất trong một thế hệ. Điều này là đúng. Thu nhập hộ gia đình trung bình của Mỹ đạt mức cao kỷ lục là 68.703 đô la Mỹ vào năm 2019, tăng 6,8% so với năm trước. Đây là mức cao nhất của nước này kể từ khi Cục Điều tra Dân số Mỹ bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1967. Ông Walz nói ông Trump đã không đóng bất kỳ khoản thuế liên bang nào trong 10 năm cũng như năm cuối cùng trên cương vị tổng thống. Điều này cơ bản là đúng dựa trên thông tin có sẵn. Vào năm 2020, tờ The New York Times dựa trên phân tích dữ liệu khai thuế từ năm 2017 cho biết ông Trump đã không đóng thuế thu nhập trong 10 trên 15 năm trước đó. Vào năm 2022, Ủy ban Tài chính và Ngân sách Hạ viện Mỹ đã công bố bản khai thuế của ông Trump trong giai đoạn 2015-2020, trong đó cho thấy ông không phải trả thuế thu nhập trong suốt năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Ông Walz nói phần lớn các vụ bạo lực súng ống ở Mỹ đều xảy ra với các loại súng có nguồn gốc bất hợp pháp. Điều này là sai. Theo nghiên cứu do Viện Tư pháp Quốc gia tài trợ, hầu hết các vụ xả súng hàng loạt nơi công cộng, tức xả súng giết chết 4 người trở lên từ năm 1966 đến năm 2019, đều được thực hiện bằng súng ngắn mua hợp pháp. Ông Walz cho rằng ông Trump đã tạo ra thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc trong lịch sử nước Mỹ. Điều này là đúng. Một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy thâm hụt đã tăng 11,6% lên 419,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, từ mức kỷ lục trước đó là 375,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Đó là sau khi Mỹ, dưới thời ông Trump, áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.